Nói chung chú rất vui, tại vì nói chung một quán cơm của mình mà đông khách, khách ăn đều khen thì mình cảm thấy là rất tự hào mà mình vui. Chiên cơm, mỡ gà mình chiên cơm, rồi chiên gà, rồi chiên da gà luôn. Lấy từ trong cái miệng, cái mảng má đùi ra. Một miếng má đùi là nó có một cái mảng mỡ ở trong á. Thì mình sẽ tách nó ra. Như mảng nãy giờ chú coi, cho con xem đó. Đó là cái mảng mỡ đó. Chiên lên thì nói chung là nó văng lắm. Da gà nói chung là làm rất công phu mới làm ra được món da gà. Bởi vì trong cái nước sốt đó đó thì chú làm một sữa tươi là để nhúng gà vô cho nó ngấm ăn nó thơm. Chú Năm. Ở đây chú bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chú Năm? 10 giờ đến 2 giờ là hết cơm rồi. Bán bao nhiêu một hộp vậy chú? 28.000 con. 28.000 một đùi hoặc má đùi bất kỳ, bất cứ cái món nào. Thêm trứng ốp la 5.000, thêm cơm thêm 5.000. Da gà thì mình ăn thêm từ 10.000 đến 20.000. Số lượng bán là bao nhiêu? Khoảng 4-500 đô lợi. Rất là cực. Vừa bị phỏng tay, phỏng chân. Nè, phỏng nhóc của chân nè. Vừa bị phỏng tay mà nói chung mình cũng quen rồi. Cái gà thì phải mua về, nói chung nhà máy nó bỏ cho mình. Xong về mình phải ngâm nước muối. Ngâm nước muối xong mình mới lột cái mỡ trong da gà ra. Với coi lông lá rồi nó còn sót đó mình nhổ lại. Rồi xong rồi mình mới đem trụng, luộc cho nó ra chất thải bớt cái độc hại ra. Xong rồi mới vớt ra rổ để chiên. Mình mới chiên, chiên lên thì nói chung là nó văng lắm. Da gà nói chung là làm rất công phu mới làm ra được món da gà. Từ lúc đầu mình chiên lửa găm thôi, chiên lửa găm đã sau nó cảm thấy cái màu gà nó ngả màu vàng á, thì mình tăng tốc để cho nó lội dầu ra, tăng tốc lên áp 120 á, buông dầu ra được trong cái gà, da gà cũng vậy, da gà thì phải chiên lửa lớn. Nước sốt thì nói chung á là chú làm để nhúng gà, nhưng khách muốn ăn thì chú cho. Chú tặng cho chứ là không phải mà ăn kèm. Bởi vì trong cái nước sốt đó đó thì chú làm một sữa tươi là để nhúng gà vô cho nó ngấm ăn nó thơm, mà có mùi vị của nó đặc trưng, mùi vị sữa tươi. Dạ em cũng coi review trên TikTok á, em mới tới đây mua lần đầu tiên à, em cũng chưa ăn thử. Dạ em lại sớm lắm, từ lúc 9 giờ rưỡi tới giờ, đứng đợi tới giờ luôn. Em thấy trên review thấy cơm gà cũng hấp dẫn với lại giá cũng bình dân nên em muốn thử, ăn thử. À, em tên là Thuận, em ở bên đường xa. Thì lúc nãy là em với bạn em là đi dạo đang tìm quán cơm nhưng mà chưa tìm thấy. Thì em ngó sang bên đường xa thì thấy là mọi người đang xếp hàng đông quá. Thì em mới... kiểu tò mò không biết là quán này có cái gì để mọi người xếp hàng vậy, thì em tính qua đây em ăn thử, nhưng mà chắc là em nghĩ sẽ có gì đặc biệt cho nên mọi người mới xếp hàng đông như vậy. Lúc trước thì chú bán chân gà nướng, cút nướng, cánh gà nướng, chiên giòn này kia, mình thấy cái món chiên giòn của mình nó là cũng hấp dẫn, thôi mình thiết kế ra mình uống nước sốt là bán cơm gà nước sốt chiên giòn. Đúng, chỗ đó chú làm bảo vệ, chú làm cũng 7 năm bên ngành quản lý bảo vệ, sau này mới chuyển ra mới bán quán này. Cảm nhận của chú như thế nào khi mà bán cơm gà của mình được rất là nhiều khách tới ủng hộ? Thì nói chung chú rất vui, tại vì nói chung một quán cơm của mình mà đông khách, khách ăn đều khen thì mình cảm thấy là rất tự hào mà mình vui. Làm kiếm nói chung kiếm đồng tiền để nuôi trong gia đình thôi. Hai anh chú với bà xã chú đều giảm, bị giảm biên chế hết. Nên chúng tôi nghĩ ra là một cách bán cơm gà thôi.